Kính thưa quý vị khán giả, trở lại trong chương trình Giá Ngọc Show ngày hôm nay cùng với ca sĩ Teresa Mai. Nhắc tới điều này thì khán giả cũng đã biết là em bắt đầu bước vào âm nhạc trước khi đi thi Hoa hậu. Nhưng mà có nhiều khi người ta nói là mình đã trở thành ca sĩ rồi thì mình cũng ngại để đi tham dự một cái khác. Nhưng mà điều gì đã thúc đẩy em để tham dự cuộc thi Hoa hậu LA năm 2011? Sau đó Teresa làm rất là nhiều cái lạ. Teresa, mọi người cũng biết là Teresa là ca sĩ opera classical, nhưng mà Teresa cũng dạy và học yoga. Là có dạy và học yoga. Có. Thì Teresa cũng thấy là hai cái cũng rất là giống nhau. Hai cái yoga thì giúp Teresa rất là nhiều để ca hát, và classical music hát cũng cái technique cũng hơi giống như yoga. It's kind of hard to understand, nhưng mà hai cái đi song song với nhau. Yes, very much. Thì bây giờ Teresa sẽ giới thiệu thêm một bài classical. Okay. Yeah. Yeah. Thì rồi bây giờ coi như là em sẽ hát thêm một bài. Nhưng mà trước khi hát thì trả lời cho chị rõ đi, tại sao ai là người thúc đẩy em để, tức là coi như là em muốn làm những cái gì đó lạ, nhưng mà đi thi để tham dự một cái giải hoa hậu, nó có relate gì với cái vấn đề mà ca hát cũng như là yoga? Ai đã thúc đẩy em làm điều đó? Sure. Thì Teresa cũng thấy là nếu mà người nào đi thi hoa hậu thì cái đó cũng là một cái mình phải nghĩ sao, nếu mà mình thắng hay không. Cái đó là một cái, nếu mà mình có thắng đó thì it's a responsibility. Ok, cũng giống như là một cái cơ hội để cho em có thể dùng cái đó để em phát triển thêm tài năng của em. Okay. Cái cơ hội để làm nhiều cái tốt đẹp, nhưng mà cũng là cái responsibility mình phải nhớ là nếu mà mình có cái giải hoa hậu đó thì mình phải ra ngoài làm cái tốt đẹp, tại vì especially cho tuổi trẻ. Yeah. Mình là một cái inspiration, một cái role model, thì nếu mà nó ở trong lòng mình naturally thì rất là dễ để ra ngoài để giúp nhiều người, làm từ thiện, làm rất là nhiều, làm cái life more meaningful. Thì cái lúc mà Teresa cũng thắng cái giải đó, Teresa cũng không có nghĩ tới nhiều, like, oh, what am I gonna do, làm gì thêm. Nhưng mà tự động, naturally có nhiều người mời, naturally Teresa thấy là, oh wow, Teresa có cái, một cái là cái cơ hội, hai là cái responsibility. Thì Teresa muốn làm sao mà làm tốt nhất cho mọi người với lại cái life của Teresa. Cảm ơn em rất là nhiều về những chia sẻ này. Thật sự ra thì khi mà những cái lời tâm tình này với các bạn trẻ, thì Giáng Ngọc nghĩ có đó cũng là một trong những cái chìa khóa để chúng ta nhận định được cái con đường của chúng ta đối với cái giới trẻ ở tại hải ngoại. Tức là em nói là khi mà em đi tham dự những cuộc thi như vậy rồi thì em mới có thêm được nhiều cơ hội, và em có thêm cái trách nhiệm trong cái vai trò của mình là một hoa hậu. Và cái điều đó đã giúp em bước vào trong cái việc mà mình đóng góp cái công sức của mình cho cái những cái công việc ở tại cộng đồng hải ngoại, thì cái đó nó càng hữu ích thêm, có cơ hội nhiều hơn. Chứ nếu mà mình chỉ là một ca sĩ bình thường thì có lẽ nhiều khi mình không có cái cơ hội được tham gia những cái chương trình cho cộng đồng, cho từ thiện nhiều giống như là mình là một hoa hậu. Và bên cạnh song song đó thì em, ngoài cái sự đóng góp về vấn đề mà mình có mặt, mình góp một bàn tay, mình còn đóng góp cả tiếng hát của mình để có thể giúp một cái gì đó cho cộng đồng, thì cái đó là một cái điều cũng rất là đáng quý. Thì hy vọng với tâm tình đó thì các bạn trẻ sẽ không phải chỉ có một mình Teresa Mai, mà còn có nhiều bạn trẻ cũng có những cái mơ ước như vậy, thì mình càng cố gắng hơn để mình đạt được những điều mà giống như em đang làm, giống như ngày hôm nay. Có một cái nữa chị, là em thì sinh ở bên Mỹ, thì em đi thi hoa hậu có được cái giải này, thì em thấy là từ 2011 đó em được có nhiều cơ hội để hiểu nhiều hơn cái cộng đồng, cái culture Việt Nam của mình, với lại học nói tiếng Việt nữa. Oh my god. Và hát nhạc tiếng Việt sometimes, you know. Thì Teresa cũng thấy là trời cho cái cơ hội này để Teresa hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn cái culture của Teresa. Tại vì before that, trước đó thì Teresa đi học
bạn bè Mỹ không, cũng không có hiểu nhiều, only ở trong nhà với bố mẹ, you know. Nhưng mà ở ngoài Teresa được gặp rất là nhiều người tốt đẹp, làm nhiều cái tốt đẹp mà gần với người Việt Nam. Yeah. Thì cái đó rất là special. Thank you so much for that. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Teresa hát bài thứ nhì trong chương trình Tâm Tình của Giáng Ngọc ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ gửi tới các nhà âm nhạc phẩm thứ nhì nha. Thì bài hát này chắc quý vị cũng biết rất là nhiều. Bài này là Come Back to Sorrento. Teresa cũng biết là có cái Vietnamese version, nhưng mà Teresa sẽ hát bằng tiếng Ý. Guarda il mare com'è bello, inspira tanto sentimento, come tu suave accento, che mi desto fa sognare. Perché parli
Kính thưa quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Teresa Mai. Phải nói là phải dùng chữ gì để nói cái này giờ vậy anh? Là phải tuyệt vời phải không ạ? Rất là hay. Phải nói là mai mốt mà có những chương trình như vậy, mà nhất là mời được Teresa Mai, chắc Giáng Ngọc phải nhờ đài cho Giáng Ngọc cái ghế sofa ngồi nó mới sướng. Tại ngồi ghế này mà cứ nhắm mắt gật gù theo nhạc mà muốn rớt xuống ghế luôn. Cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian lên đây để cho khán giả được nghe những cái thể loại nhạc có lẽ cũng lạ đối với khán giả Việt Nam chúng ta. Nhưng mà đây là một trong những cái hình ảnh rất là đẹp của giới trẻ thể hiện qua cái giọng hát cũng như là khuôn mặt của Teresa Mai. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc em thành công đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Ai cũng sẽ yêu mến em. Rồi, bây giờ mời em có lời chào đến với khán giả của SPTN. Jesus, xin cảm ơn quý vị và SPTN chị với anh, thank you so much cho em lên hôm nay với chị để show a little bit of what I do. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em. Rồi mời anh Quốc Võ. Hôm nay đánh còn sướng tay thiệt nha em. Thích quá không? Thường anh nghĩ là mấy cái giờ người mà hát opera phải là cái cổ thì là to đúng không? Yeah. Bự, còn này người thanh, người thanh thanh thả vậy. Tốt ghê. Vâng, thì xin chúc cho em được thành công trên cái sự nghiệp ca hát của opera của em. Dạ, cảm ơn cũng như chúc cho em những cái show sắp tới thành công hơn nữa và ngày càng đẹp hơn, cũng như Giáng Ngọc. Chúc cho Giáng Ngọc luôn luôn trẻ đẹp ha. Và cũng xin chúc cho quý vị khán giả xem đài một ngày thật là bình yên và hạnh phúc. Cảm ơn anh Quốc Võ rất là nhiều. Thưa quý vị, anh Quốc Võ nói đúng. Tại vì nếu như hát opera thì phải nhìn cái tưởng tượng người nào phải là to, khỏe. Đằng này cô bé này mảnh mai như vậy mà không biết hơi đâu mà hát cao như vậy. Cảm ơn quý vị một lần nữa rất là nhiều. Và xin chúc tất cả quý vị khán giả một ngày thật là vui. Và xin trân trọng kính chào.